tuy được dự báo là một ngành tiềm năng và có nhu cầu nhân sự cao trong tương lai. Tuy nhiên, có một thực trạng đáng chú ý rằng sinh viên ngành ô tô sau khi ra trường vẫn rơi vào tình trạng thất nghiệp. Chỉ riêng năm 2022, theo một khảo sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022, tỷ lệ thất nghiệp của sinh viên ngành ô tô sau tốt nghiệp khoảng 10%. Đây là con số khá cao và cho thấy rằng còn nhiều vấn đề còn được giải quyết trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Vậy vấn đề này là gì? Hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Thị trường ô tô Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, nhu cầu tuyển dụng kỹ sư ô tô cũng tăng cao. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh viên ô tô ra trường thất nghiệp hoặc làm trái ngành vẫn còn ở mức cao bởi chương trình đào tạo chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, vẫn nặng về lý thuyết, ít thực hành, thiếu trải nghiệm thực tế cho sinh viên. Điều này khiến sinh viên ra trường không có đủ kỹ năng và kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. 2. Sinh viên thiếu một số kỹ năng mềm cần thiết như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề. Ngoài ra, việc không trau dồi ngoại ngữ, đặc biệt là Anh văn chuyên ngành sẽ làm đánh mất lợi thế cạnh tranh của các ứng viên. 3. Nhiều sinh viên lựa chọn ngành ô tô chỉ vì thấy ngành này hot, không tìm hiểu kỹ về ngành nghề và nhu cầu thực tế của thị trường. Điều này khiến họ không có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, không biết mình muốn làm gì sau khi ra trường. 4. Tình hình kinh tế xã hội ảnh hưởng đến nhu cầu tuyển dụng. 5. Sinh viên không có ý chí phấn đấu, sự cầu tiến cũng như thái độ tốt trong công việc. Nhìn chung, vấn đề thất nghiệp của sinh viên ô tô đa phần là do sinh viên chỉ chú trọng vào việc học lý thuyết và thiếu trải nghiệm thực tế. Trong khi đó, ngành ô tô đòi hỏi tay nghề cao, vững chuyên môn, đặc biệt là mảng sửa chữa. Vì thế, để có thể nắm chắc phần thắng trong thị trường lao động đầy khó khăn như hiện nay, các bạn nên chú tâm trau dồi kỹ năng, kinh nghiệm và trải nghiệm thực tế. Và tại VTC tự hào là có thể mang đến cho bạn tất cả kiến thức, trải nghiệm, kinh nghiệm cùng các kỹ năng cần thiết trong ngành kỹ thuật ô tô, cùng cơ sở vật chất hiện đại, tối tân được cập nhật liên tục theo sự phát triển của thời đại. Với phương châm cốt lõi tại VTC là học để làm được, nên đội ngũ giảng viên đều là những người chuyên gia đầu ngành, nhiệt huyết, sẵn sàng hỗ trợ và giảng dạy những kiến thức và kinh nghiệm thực chiến, đáp ứng các yêu cầu của gara và chính hãng. Ngay lúc này, hãy click vào đường link bên dưới để tham gia chương trình Tết trở về chọn nghề lập nghiệp để có cơ hội trở thành thợ sửa chữa ô tô chuyên nghiệp chỉ từ 6 tháng cùng VTC nhé!